anh ấy thì mỗi đừng nghe chạy nước mắt mà cái bà Quyên nó bế con nó bế nó đừng nghe ngó mặt cha bà y sĩ ở nhà mình thì năm ấy là con hơn 4 tuổi chưa được năm mới hơn 4 tuổi đúng không? Ồ. Ừ, quá.